Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu hợp âm trưởng, hay còn gọi là hợp âm ba trưởng. Người thì gọi là hợp âm năm trưởng. Hợp âm ba là hợp âm ba nốt, hợp âm năm cũng từ nốt gốc tới nốt ngọn là nốt thứ năm. Hợp âm trưởng được cấu tạo từ hai quán ba, quán ba trưởng bên dưới và một quán ba thứ bên trên. Từ nốt gốc tới nốt ngọn của hợp âm là quán năm đúng. Vậy là mình sẽ có quán ba trưởng cộng với quán ba thứ. Hoặc là mình sẽ có từ nốt gốc là nốt đô tới nốt ngọn là một quán năm đúng. Công thức của hợp âm trưởng là mình có quán ba trưởng cộng với quán ba thứ. Quán ba trưởng cộng với quán ba thứ, mình sẽ được hợp âm trưởng. Ví dụ như bây giờ mình có hợp âm la trưởng. La, đây mình sẽ có quán ba trưởng là mình có đô thang và mình có mi. Vậy là mình có hợp âm la trưởng gồm như vậy. Ví dụ mình muốn có hợp âm si giáng trưởng, si giáng xuống, và mình sẽ tính hai quán ba trước, quán ba trưởng cộng với một quán ba thứ. Vậy là mình có si giáng trưởng, mình sẽ có như vậy. Nếu mình có một hợp âm khó hơn chút xíu là hợp âm rê giáng trưởng, rê đây giáng xuống đây. Bây giờ mình sẽ tính quán ba thứ nhất là đây, quán ba trưởng. Và từ đây lên đây là quán ba thứ, là một cung rưỡi nữa. Vậy là mình có hợp âm rê giáng trưởng. Nhìn vào âm hình, các bạn sẽ thấy có 7 hợp âm trưởng: đô trưởng, rê trưởng, mi trưởng, pha trưởng, son trưởng, la trưởng, si trưởng. Và đây là thế gốc của hợp âm triad, hay còn gọi là hợp âm ba nốt. Bây giờ mình sẽ bấm một hợp âm này ba thế bấm: thế gốc, thế đạo 1 và thế đạo 2. Ví dụ đô trưởng, thế gốc, thế đạo 1, thế đạo 2. Rê trưởng, thế gốc, rê trưởng, thế đạo 1, rê trưởng, thế đạo 2. Mi trưởng, thế gốc, mi trưởng, thế đạo 1, mi trưởng, thế đạo 2. Pha trưởng, thế gốc, pha trưởng, đạo 1, đạo 2. Son, đạo 1, đạo 2. La, đạo 1, đạo 2. Si, đạo 1, đạo 2. Các bạn tập nhìn nhìn các hợp âm này, và sau đây chúng ta sẽ ghép vào bài hát. Để tham khảo về phần hợp âm, các bạn có thể xem sách của tôi viết trang 17, phần hợp âm. Hoặc về hợp âm trưởng, các bạn có thể tham khảo trang 18. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công trong âm nhạc và cuộc sống. Đừng quên subscribe để có các video mới nhất.